Xin chào mừng tất cả các em đã đến với giờ học trực tuyến môn âm nhạc lớp 5 ngày hôm nay. Cô xin chúc các em sẽ có một giờ học thật vui và hiệu quả nhé. Để bắt đầu giờ học hôm nay, cô mời các em hãy cùng đứng lên khởi động với cô nào. Cô trò chúng ta sẽ đọc nhạc theo ký hiệu bàn tay các em nhé. Chúng ta sẽ quan sát và thực hành cùng với cô. Đô. Để giúp các em ghi nhớ nội dung bài đã học và tìm hiểu thêm những kiến thức mới, thì giờ học hôm nay, cô mời các em cùng tìm hiểu tiết số 13. Nội dung thứ nhất, ôn tập bài hát ước mơ. Nội dung thứ hai, giới thiệu khuôn nhạc, dòng kẻ phụ, khóa son, nốt nhạc. Cô trò chúng ta cùng bước vào nội dung thứ nhất của bài học ngày hôm nay, ôn tập bài hát ước mơ. Và bây giờ, cô mời các em hãy cùng với cô thể hiện lại bài hát ước mơ nhé. Lần thứ hai, cô mời các em hãy tự mình thể hiện bài nhé. Để giúp các em giữ vững nhịp phách khi thể hiện bài hát, thì bây giờ cô trò chúng ta sẽ ôn tập bài hát kết hợp với gõ đệm theo nhịp. Các em hãy cùng quan sát lại cách cô gõ mẫu với câu hát đầu tiên. Ở trong câu hát này, các em nhớ ca từ cuối cùng chúng ta gõ 2 tiếng nhé. Gió vờn cánh hoa bay dưới trời, đàn bướm xinh dạo chơi. Hãy thực hiện cùng với cô câu này nào. 1, 2. Gió vờn cánh hoa bay dưới trời, đàn bướm xinh dạo chơi. Và bây giờ, cô mời các em hãy tự mình thể hiện theo nhạc không lời nhé.
nhiều cách để mình thể hiện một bài hát, và để bài hát ấy thêm phần sinh động, chúng ta sẽ ôn tập bài hát kết hợp với vận động các em nhé. Cô mời các em cùng tham khảo một số động tác từ video dưới đây. Khảo những động tác rất dễ thương từ video trên. Và bây giờ cô mời các em hãy cùng ôn tập bài hát kết hợp với bộ gõ cơ thể nhé. Chúng ta sẽ dùng tổ hợp những động tác sau đây. Động tác thứ nhất, các em vỗ đùi trái. Động tác thứ hai, vỗ đùi phải. Động tác thứ ba, vỗ nhẹ tay lên ngực trái. Động tác thứ tư, vỗ nhẹ tay lên ngực phải. Động tác thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chúng ta vỗ tay. Và động tác cuối cùng, chúng ta búng tay sang hai bên. Cô mời các em cùng quan sát và thực hiện. Cho chúng ta cùng bước vào nội dung thứ hai của bài học ngày hôm nay. Giới thiệu khuôn nhạc, dòng kẻ phụ, khóa son, nốt nhạc. Đầu tiên, cô sẽ giới thiệu với các em đó là khuôn nhạc. Cô mời các em cùng quan sát lên màn hình nào. Khuôn nhạc của chúng ta gồm có 5 dòng kẻ song song cách đều nhau, tạo thành 4 khe. Các dòng kẻ và khe được tính từ dưới lên. Như vậy, chúng ta sẽ có 5 dòng và có 4 khe. Tiếp theo,
cô và các em sẽ tìm hiểu về dòng phụ và khe phụ. Ngoài 5 dòng kẻ chính ra, cô sẽ có những dòng phụ như thế này, và khi đó sẽ tạo thành những khe phụ. Cô có dòng khe phụ ở phía dưới và dòng khe phụ ở phía trên. Cô mời các em cùng quan sát vị trí của nốt nhạc ở trên dòng khe phụ và khe phụ. Các em thân mến, khóa nhạc là một ký hiệu trong soạn nhạc dùng để biểu lộ cao độ của các nốt nhạc được viết ra. Khóa nhạc được đặt ở đầu mỗi khung nhạc, biểu thị tên và cao độ của nốt nhạc nằm trên dòng kẻ nhạc đó. Trong các loại khóa nhạc thì khóa son là phổ biến nhất. Khóa son được đặt ở dòng kẻ thứ hai đầu mỗi khung nhạc. Cô mời các em cùng quan sát vị trí của khóa son trên khung nhạc. Các em thân mến, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em tập vẽ hình nốt nhạc trên khung nhạc nhé. Các em lưu ý, khi viết hình nốt nhạc trên khung nhạc, hình nốt sẽ nằm gọn trong một ly. Đuôi của nốt kéo dài 2 ly rưỡi đến 3 ly. Và các em lưu ý một điều nữa, đó là đuôi của nốt chúng ta phải viết theo chiều thẳng đứng nhé. Bây giờ, cô mời các em cùng quan sát và tập vẽ các hình nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn và nốt móc kép trên khung nhạc. Các em thân mến, vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu tiết số 13 với 2 nội dung. Nội dung thứ nhất, ôn tập bài hát ước mơ. Nội dung thứ hai, tìm hiểu về khung nhạc, dòng kẻ phụ, khóa son, nốt nhạc. Thông qua bài học, cô hy vọng các em đã có thêm những kiến thức rất hay và bổ ích về âm nhạc. Ở nhà, các em hãy ghi nhớ nội dung bài học bằng cách xem lại những video trực tuyến mà cô đã hướng dẫn. Cô chúc các em sẽ luôn là những người con chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em ở những giờ âm nhạc lần sau.